Dạ vâng, xin chào quý vị và các bạn. Tiếp tục thông tin hôm nay, mình sẽ cập nhật thêm thông tin về liên quan đến việc Phi Nhung. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta cũng đã biết trong mấy ngày qua xôn xao về việc sự ra đi của Phi Nhung về thế giới bên kia, khiến cho hàng triệu con tim và khiến cho hàng triệu triệu khán giả khi hâm mộ và mến mộ Phi Nhung cũng đã không khỏi bàng hoàng xót thương khi tiễn đưa một nữ nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh về thế giới bên kia. Sự ra đi đột ngột của Phi Nhung để lại không ít nỗi băn khoăn và nỗi niềm trăn trở của cô khi cô đang còn nằm trên giường bệnh, nhưng những giọt nước mắt của cô vẫn tuôn rơi. Điều này cho chúng ta thấy đây là một nỗi niềm trăn trở giấu kín mà Phi Nhung chưa làm hết tâm nguyện của mình. Và hôm nay qua bài viết này cho chúng ta thấy rằng cái tâm nguyện của Phi Nhung đối với con gái của mình và những đứa con gái nuôi của mình như thế nào, thì mình xin cập nhật thông tin này để gửi đến quý vị và các bạn chúng ta cùng tham khảo thêm nhé. Trước khi qua đời thì Phi Nhung mong đến ngày thấy con gái mình Wendy Phạm của mình ở Mỹ yên bề gia thất. Còn chị thì chị sẽ vào chùa vào lúc về già. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái tâm nguyện thanh cao của người nghệ sĩ Phi Nhung này. Cô đã hy sinh cả nửa tuổi thanh xuân còn lại của cuộc đời mình để cống hiến cho xã hội và cống hiến cho nghệ thuật. Cô đã dành nửa tâm nguyện cuộc dành nửa cuộc đời còn lại với sự cống hiến cho xã hội là cô đã chăm ẵm và nuôi 23 trẻ em mồ côi cơ nhỡ, và hiện tại thì 23 người con này cũng đã có một số người cũng đã trưởng thành rồi các bạn. Thì đây là một cái tấm lòng cao cả nhất của Phi Nhung mà chúng ta đã từng chứng kiến trong suốt nhiều năm qua. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 29 tháng 9 thì đại diện của gia đình Phi Nhung cũng đã lo hậu sự cho chị tại bệnh viện Chợ Rẫy, và sau một ngày chị ra đi ở tuổi 51 vì Covid-19 thì người thân cho biết ca sĩ Phi Nhung mất khi không kịp để lại di nguyện cho con mình. Tuy nhiên, tâm nguyện luôn canh cánh của Phi Nhung là một ngày thấy được con gái Wendy Phạm của mình lập gia đình và yên ổn trong cuộc sống. Còn các con nuôi của chị thì học hành thành tài, và ca sĩ muốn khi về già là sẽ vào sống tại một ngôi chùa trong nước Việt Nam này. Thưa quý vị và các bạn, có thể chúng ta cảm nhận được một cái tình cảm lớn lao mà ca sĩ Phi Nhung này đã dành cho tất cả người con mà cô đã nuôi nấng. Dù rằng không cùng huyết thống, không máu mủ ruột rà, nhưng cô đã chăm ẵm và chăm sóc những người con này nên người một cách mà chúng ta đáng để khâm phục các bạn. Vào tối ngày 28 tháng 9 thì tại Mỹ giờ địa phương thì con gái ruột cùng người thân đã tổ chức lễ cầu siêu cho ca sĩ Phi Nhung ở tỉnh xá Giác An tại California, Mỹ. Và suốt buổi lễ thì Wendy Phạm khóc khi mỗi lần nhìn di ảnh mẹ. Anh họ của cố nghệ sĩ là Thanh Huy cũng cho biết là con gái chị vẫn chưa muốn tin mẹ đã đi xa ở tuổi 51. Cách đây một tuần thì cô nói rằng cô có niềm tin khi biết mẹ vượt qua được một ca mổ và tiếp tục chiến đấu với bệnh COVID sau hơn một tháng chữa trị. Mẹ mất nhưng không thể ở bên mẹ được. Wendy đã trút nỗi nhớ trên trang cá nhân của mình và chia sẻ cùng với khán giả. Cô viết rằng: "Mẹ ơi, mẹ có thể ở lại với con lâu thêm dù chỉ một chút nữa không? Con muốn được nghe giọng mẹ nói, muốn được mẹ vuốt ve. Con muốn thấy mẹ cười, ôm mẹ thật chặt và không bao giờ để mẹ rời xa con nữa. Con muốn được nói con yêu mẹ biết nhường nào." Thưa quý vị và các bạn, chỉ nghe những cái dòng trạng thái này mình cũng đã rơi lệ và đã cảm động và cảm thông cho một người con gái đã từng xa người mẹ của mình suốt bao nhiêu tháng mà mẹ con chưa có cơ hội để gặp nhau. Trước đó thì hay tin mẹ bị nhiễm COVID thì Wendy cũng đã lo lắng. Ngày nào cô cũng cập nhật tin tức người thân trong nước. Lúc tin bệnh mẹ trở nặng chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy khoa hồi sức tích cực thì tại Mỹ cô cùng cậu ruột chạy xe hơn 6 giờ đồng hồ lên đến nhà thờ Đức Mẹ.
ở San Sony, California, Mỹ để cầu nguyện. Những ngày này, những ngày nghỉ cuối tuần, cô cũng đến các chùa để thắp hương cầu nguyện cho mẹ mau chóng để khỏe lại. Và hơn một tháng qua, do trái múi giờ nên Wendy đã thức đêm trao đổi với bác sĩ tình hình sức khỏe của mẹ. Ban ngày còn lại thì cô phải làm việc thêm suốt tuần ở bên bệnh viện cùng đồng nghiệp chăm sóc người bệnh. Biết mẹ lo lắng nên Wendy thường xuyên nhắn tin bảo mẹ là mọi việc đều ổn, dặn dò bảo vệ sức khỏe. Theo người thân thì cô gầy và tiền tụy rất nhiều so với lúc trước. Do dịch bệnh nên Wendy Phạm đã xa mẹ gần 2 năm qua. Covid đã bùng phát tại Mỹ đầu năm ngoái và khi Phi Nhung không ngủ được khi con gái làm y tá, cũng như các em nuôi ở Việt Nam. Đến đầu tháng 4 thì dịp Phi Nhung tròn 51 tuổi, con gái viết lời chúc mừng sinh nhật và dặn dò mẹ giữ gìn sức khỏe. Cô mong dịch ở California được kiểm soát để mẹ con sớm gặp lại. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời thì Phi Nhung luôn tự hào về con gái của mình, từ nhỏ đã mạnh mẽ và tự lập, chọn nghề y tá, công việc có ý nghĩa, giúp đỡ được nhiều người. Chị từng chia sẻ với Wendy Phạm là cô bé rất ngoan, rất hiền. Chị cũng từng chia sẻ rằng con gái Wendy Phạm rất ngoan, rất hiền và biết nghe lời mẹ. Khi còn nhỏ thì tôi đã dạy con phải biết tiết kiệm, phải dành những đồng tiền vào những việc có ý nghĩa như từ thiện. Khi đi làm thì tháng lương đầu tiên con bé đã mua tặng tôi một chiếc xe hơi. Ngoài ra thì con giống tôi và luôn quan tâm, lo lắng cho mọi người xung quanh nhưng không bao giờ thể hiện cảm xúc ra ngoài. Ít khi tôi nghe con bé nói lời yêu mà chỉ là những lời hỏi han thường xuyên. Xuất hiện trong một game show vào cuối tháng 4 thì ca sĩ Phi Nhung nghẹn ngào nhắc đến con. Tôi từng tưởng tượng tới những ngày được đoàn tụ ở với Wendy. Chắc sẽ khóc hay ôm con tới mức nghẹn thở không chừng. Vào trưa ngày 28 tháng 9 thì Phi Nhung đã ra đi do biến chứng nặng của Covid và cô đã hoại tử một phần phổi, suy đa cơ quan. Trước đó thì bác sĩ chạy ECMO lọc máu và được điều trị bằng các loại thuốc cao cấp nhất. Chị sinh năm 1970, quê ở Gia Lai. Vào năm 1989 thì chị sang Mỹ. Chị đi hát từ thiện tại chùa Thành Công và ở làng ca nhạc Hải Ngoại. Vào năm 2005 thì Phi Nhung về nước vẫn theo đuổi dòng nhạc quê hương. Giọng ca Bông Điên Điển nhận nuôi nhiều trẻ em mồ côi, trong đó có bảo trợ cho quán quân The Voice Kids năm 2016 là Hồ Văn Cường, ăn học đến năm 18 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, sự bao dung, lòng vị tha và sự chân thành của người phụ nữ này, nhưng tiếc thay rằng cô lại ra đi quá sớm, để lại biết bao nhiêu nỗi niềm xót thương và để lại biết bao nhiêu điều vướng bận mà cô chưa giải quyết được. Cho nên hôm nay tất cả những người, toàn thể hàng triệu con tim trong và ngoài nước đã hướng về Phi Nhung và luôn cầu nguyện cho Phi Nhung ở thế giới bên kia cô được một giấc ngủ ngàn thu. Thưa quý vị và các bạn, đó cũng là thông tin mình cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn thông tin thêm về việc những tâm nguyện còn lại của Phi Nhung khi cô chưa được thực hiện được và cô đã ra đi một cách đột ngột như vậy. Và đến đây mình xin kết thúc video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Mến chúc quý vị và các bạn một ngày bình an và hạnh phúc. Mình xin chào thân ái ạ.